Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa sâu rộng và thu hút đông đảo người dân trong tỉnh tham gia hưởng ứng. Qua đó, không chỉ giúp tăng lượng máu dự trữ đáp ứng nhu cầu công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, mà còn nhân lên những giá trị nhân văn tốt đẹp. Bằng việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền vận động phong phú đa dạng, nên nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng các câu lạc bộ với đội ngũ tình nguyện viên, vừa là lực lượng nòng cốt trong các cuộc vận động hiến máu nhân đạo, vừa sẵn sàng tiếp ứng tham gia hiến máu đột xuất cứu người trong những tình huống khẩn cấp. Toàn tỉnh xây dựng và phát triển được 5 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, thu hút trên 1.000 thành viên. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 43 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được gần 15.000 đơn vị máu. Với nhiều tấm gương tiêu biểu tích cực tham gia phong trào hiến máu như anh Nguyễn Văn Khánh, xã Long Hưng, huyện Văn Giang với 75 lần hiến máu, anh Nguyễn Thế Hoàng, Nguyễn Văn Tỉnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu với 42 lần hiến máu. Tôi thấy việc hiến máu này rất là ý nghĩa, bởi vì là máu thì có thể chờ người bệnh nhưng mà người bệnh thì lại không thể chờ máu được. Cho nên là khi mà có đủ điều kiện và sắp xếp được thời gian, tôi sẽ chủ động là đi hiến máu luôn ngay khi mà mình có thể.